đất là yếu tố đặc biệt quan trọng ảnh hưởng tới toàn bộ quá trình sinh trưởng và phát triển của cây. Đất cần được cày sâu 30-40cm, tơi xốp, khử tuyến trùng bằng Ethropropos 10%, 20-30kg mỗi các hạt trên 1 hecta. Khử vi khuẩn bằng calcium hypochlorite 30kg trên 1 hecta. Tùy thuộc vào điều kiện sinh thái của từng vùng mà bà con lựa chọn cho thích hợp, thông thường nên lên luống cao khoảng 20cm đối với vùng thoát nước tốt và lên cao hơn 30-40cm đối với vùng thoát nước kém. Chiều rộng luống khoảng 70cm nếu trồng hàng đôi, 1m nếu trồng hàng ba. Lúc đầu tiên ý, thì phải cho phân gà, vào đất, xong phay đất ngâm đồng khoảng vài tháng bắt đầu mình xới đất xong bắt đầu làm luống để bắt đầu trồng cây. Cây cách tầm khoảng 70 phân. Trồng chéo nhau trong một luống ấy có 3 hàng. Thì trồng chéo chéo nhau xong trồng tầm khoảng 70-80 phân cách nhau. Trồng cây xong bắt đầu thì mình phủ rơm mọi thứ cả năm lưới rồi che lên xong bắt đầu chăm xong nó lên. Xong bắt đầu tầm khoảng 3 tháng thì được ăn hoa. Để thuận lợi cho sự phát triển của cây, bà con nên tiến hành trồng cây vào sáng sớm hoặc chiều mát với mật độ 7-8 cây 1m2, trồng theo đường rích rác để tạo không gian cho cây sinh trưởng và phát triển. Đồng thời, ngay sau trồng, trong thời kỳ cây con, nên tưới phun mưa nhẹ từ 2-3 lần mỗi ngày cho cây để duy trì độ ẩm đất 70-80% và làm mát cây giúp cây hồi phục và bén rễ nhanh. Bà con nên tưới vào sáng sớm và chiều mát nhưng không quá muộn sẽ tạo điều kiện cho nấm bệnh phát triển. Giai đoạn sau, khi cây đã bén rễ và cứng cáp nên duy trì độ ẩm 60-70%. Không nên tưới quá nhiều nước vì độ ẩm đất cao trong thời gian dài sẽ làm cho cây bị úng và chết rũ. Trên đây là kỹ thuật trồng và chăm sóc hoa đồng tiền. Chúc bà con thành công với mô hình của mình. Đừng quên theo dõi chương trình Sổ tay Nhà Nông vào các ngày thứ 2, thứ 3, thứ 5 và thứ 6 hàng tuần trên truyền trang Dân Việt Media.